không còn tin vào những câu chuyện cổ tích. Tôi không tin vào phép màu hay bất cứ một sự kỳ diệu nào. Nhi thích không? Tú một con, Nhi một con nha. Ôi! Tất cả là lỗi của tôi. Dạ, con chuyển về bên ngoại. Nhưng tôi tin, tôi đã lỡ một vài giây để rồi tu mình trong cuộc sống đầy những ràng buộc vô hình mà chính bản thân tôi đã tạo ra. Đi xe không cô ơi? Bao nhiêu người nhìn cái kìa. Cô là ai? Em là người mang đến hạnh phúc cho anh. Anh Hoàng là của tao, tao cấm mày từ nay về sau không có được lãng vãng trước mặt anh Hoàng nữa. Tại sao dạo này em lại tránh mặt anh? Em có tránh mặt anh đâu. Cục mỡ. Thế tại sao suốt 10 năm mà tôi không liên lạc gì với Nhi hết? Làm hòa nhá. Anh mới chính là người con gái mà tôi tìm kiếm suốt 1000 năm qua. Tóm lại á, là Mien muốn nói gì vậy? Mien yêu Tùng. Gì à? Không muốn con từ nay trở đi đừng gặp Tuấn nữa. 10 năm qua tôi làm được cái gì cho mình? Sao mày không bỏ tôi đi? Tôi cảnh cáo cô, đây là chuyện của tôi và người yêu tôi. Cái gì? Gì à? Cứ như vậy không phải là cách tốt đâu em. Vậy còn cách nào tốt hơn sao? Em rất trân trọng tình cảm mà anh dành cho em. Em mới là người phải xin lỗi chứ. Mien đâu còn phải làm như vậy đâu. Và khi yêu một người thì phải luôn mong cho người đó được hạnh phúc. Như đừng tránh mặt tôi nữa bao giờ nữa. Tất cả là tay súng. Nếu súng còn tự tiếp tục ngoan cố như vậy thì đến tình bạn cũng không còn đâu. Con càng không hiểu bà. Con sẽ tìm thấy câu trả lời khi con có một tình yêu đích thực.